Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu yếm cho bé như thế này. Ở phía sau mình có làm hai sợi dây đan chéo và có phần thắt lưng ở đây. Ở mặt trước thì có trang trí hình con heo và ở phần đũng quần thì mình có làm ba cái hạt nút để cài cho bé dễ thay tã. Thì đối với cái mẫu yếm heo này, nếu các bạn không thích trang trí hình heo thì các bạn có thể trang trí các cái họa tiết khác nhau. Ở đây mình có show cho các bạn xem một vài mẫu yếm mà mình đã trang trí họa tiết khác với cái họa tiết heo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu yếm heo này nha. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 4 mm như thế này, kéo cắt len và kim đánh dấu. Nếu không có kim đánh dấu thì các bạn có thể dùng chỉ len màu khác để đánh dấu nha. Bây giờ mình sẽ dùng màu hồng móc cái phần thân của yếm. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này các bạn móc lên cho mình 70 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi móc được một dây móc xích dài 70 mũi như thế này, các bạn móc tiếp lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc thứ 70 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Các chân móc còn lại các bạn cũng móc tiếp cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Các bạn móc cho đến đầu dây bên này cho mình. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được đến cuối hàng các mũi kép đơn, các bạn móc tiếp cho mình lên 2 mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng một mũi kép đơn. Tương tự các chân móc còn lại cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Móc cho đến cuối hàng cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các mũi kép đơn đến cuối hàng, móc lên tiếp cho mình 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Các bạn cũng làm tương tự các chân móc còn lại, móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần thân đã được 3 hàng móc như thế này. Các bạn móc tiếp lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn dùng mũi dời nối vào cái đầu dây phía bên này. Nối vào đây cho mình. Móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời. Đây, móc vào cái chân móc này một mũi dời. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Thì ở phần thân mình đã hoàn thành được 3 hàng móc như thế này. Cái phần này mình sẽ dùng để thắt dây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm mũi ở các hàng tiếp theo. Ở các chân móc kế bên này, mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép.
Thì ở sợi dây móc xích chúng ta móc lên 70 mũi, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn, móc đến cái chân móc thứ 35. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến chân móc thứ 35, ở cái chân móc này các bạn móc thêm cho mình 2 mũi kép đơn nữa vào chân móc này. Bây giờ mình đã được một mũi chụm 3 mũi như thế này. Tiếp tục móc vào các cái chân móc còn lại, các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc tiếp cho mình cho đến cái mũi cuối cùng ở phía bên này. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng các mũi kép đơn như thế này, ở ba cái mũi móc xích này các bạn móc vào cái chân móc xích đầu tiên một mũi kép đơn. Móc xích thứ hai các bạn móc cho mình vào đây 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Ở đây mình đã thêm được một mũi chụm 3 mũi như thế này. Chân móc xích cuối cùng móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Đối với những bé lớn hơn thì có thể móc lên 5 mũi móc xích ở phía này. Cũng tương tự thêm mũi vào cái chân móc ở phía giữa nha. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi dời. Thì ở hàng móc này mình đã thêm mũi được ở 2 điểm. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tương tự các chân móc còn lại cho mình. Móc cho đến phần thêm mũi ở phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cái mũi thêm ở phía này, các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái mũi chụm ở phía trên một mũi kép đơn. Chân móc thứ hai là chân móc nằm ở giữa của ba cái chân móc phía dưới này, là cái chân này móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Tiếp tục móc vào chân còn lại một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng một mũi kép đơn. Ở ba chân móc phía dưới mình đã thêm được 5 mũi móc như thế này. Các bạn cứ thêm cho mình ở cái chân móc nằm ở giữa 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Tương tự các cái chân móc còn lại móc vào mỗi chân móc một mũi kép đơn. Móc cho đến cái mũi thêm ở phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến phần thêm mũi ở phía bên này, các bạn cũng làm tương tự cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân thứ hai là cái chân nằm ở giữa, móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Chân móc cuối cùng của phần thêm mũi móc vào một mũi kép đơn. Bên này mình cũng thêm được 5 mũi như thế này. Các bạn cũng tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Móc vào chân bên cạnh một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình thêm mũi tương tự giống như cái hàng phía trên này.
Đối với cái size này mình sẽ móc lên thêm hai hàng móc nữa, cũng móc tương tự thêm mũi giống như cái hàng phía trên này. Hoặc là các bạn có thể thêm mũi ở nhiều hàng móc hơn để cho cái phần bên hông này nó được rộng ra, cũng thêm mũi giống như vậy. Hàng móc tiếp theo sẽ móc giống như cái hàng móc ở phía trên. Các bạn cũng thêm mũi cho mình tương tự ở hai điểm. Ở đây mình đã móc lên được 4 hàng móc thêm mũi. Các bạn cũng thêm mũi ở hai điểm phía trước và phía sau như thế này. Móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là phần bên hông đã vừa đủ cái độ xòe để bé có thể mặc tã ở phía bên trong. Tiếp tục ở các chân móc tiếp theo, các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Ở cái hàng móc này mình sẽ không móc thêm mũi nữa. Cái chân mũi chụm ở phía này, các bạn móc cho mình vào ba chân móc này, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Hai chân móc còn lại của mũi chụm cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Như vậy là chân mũi chụm ở phía trên mình đã không thêm mũi nữa, mà các bạn cứ móc bình thường mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Ở cái chân mũi chụm của mặt sau của cái yếm, các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như ở phía bên này. Các bạn cũng móc vào ba chân móc của mũi chụm phía trên, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Đây các bạn làm tương tự như vậy cho mình. Mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn móc tiếp các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ở các cái hàng móc tiếp theo, các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như hàng móc này. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn và không thêm mũi nữa. Móc cho đến khi chiều dài của phần yếm vừa chạm đến cái đũng quần của bé. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng một mũi kép đơn. Các bạn cứ móc tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được các cái hàng móc. Mình đã móc được 7 hàng móc không thêm mũi như thế này. Dùng mũi dời móc vào chân móc kế bên, sau đó kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần ống ở phía dưới. Các bạn canh ở chính giữa của cái điểm này, các bạn canh xuống cho mình, sau đó dùng kim đánh dấu lại cái điểm này. Đếm cho mình số lượng các cái mũi móc ở hàng móc này. Sau đó dùng kim đánh dấu vào cái điểm đối diện ở đây. Thì hai cái phần ống quần của chúng ta sẽ có các cái mũi móc bằng nhau. Tiếp tục các bạn tạo cho mình một nút. Sau đó các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái mũi đánh dấu này, là cái chân kế bên này nha. Đây, cái chân này. Các bạn đâm kim qua và lấy len qua cái chân móc này. Móc lên hai mũi móc xích. Mình sẽ tháo kim đánh dấu ra. Bỏ qua cái chân móc này
bỏ qua chân này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng một mũi kép đơn. Các chân móc còn lại cũng móc tương tự móc cho đến cái điểm ở phía bên này, móc cái điểm sát cái điểm mình đánh dấu ở đây. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cái chân móc sát cái chân móc mà mình đã đánh dấu ở đây, cái chân móc này mình sẽ không móc vào đây mà các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Bỏ qua cái chân móc đầu tiên, bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào chân bên cạnh một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Móc tương tự các cái chân móc còn lại móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng mình được hai hàng móc như thế này. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Các bạn cũng bỏ qua chân móc đầu tiên, bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Ở 8 chân móc kế bên, mỗi chân móc cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái hàng này mình bắt đầu giảm mũi để cái phần ống của cái yếm được bo lại. Tùy vào cái kích cỡ chân của bé mà các bạn giảm cái số lượng mũi ở trên cái hàng móc này đến một cái độ bo nhất định. Sau khi móc được 9 mũi móc như thế này, các bạn tiếp tục móc vào hai chân móc kế bên này, các bạn móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Đâm kim qua chân móc, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục đâm vào chân kế bên, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, sau đó móc và kéo len qua hết các chân móc trên kim. Tương tự 9 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 9 mũi kép đơn như thế này, cũng móc cho mình hai chân móc kế bên chụm lại thành một chân. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cũng móc 9 mũi kép đơn, xen kẽ là một mũi chụm hai chân móc. Cứ móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì hai chân móc cuối cùng các bạn để cho mình hai chân móc này, sau đó các bạn chụm hai chân móc này lại thành một chân. Như vậy là cái phần ống vừa đủ cái độ bo ở đây, vừa đủ cái độ bo vào cái chân của bé. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Bây giờ các bạn dùng màu len khác để viền lại cái phần bo này. Tạo cho mình một nút. Sau đó các bạn đâm kim vào đầu dây ở phía bên này, đâm kim vào đây cho mình. Móc và kéo len qua cái chân móc này. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc vừa móc và móc vào cái chân kế bên một mũi nửa kép. Móc vào chân này một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép.
chân bên cạnh cũng móc một mũi nữa kép, chân kế bên cũng một mũi nữa kép. Các bạn cứ làm tương tự cho mình đến cuối hàng, mỗi chân móc móc một mũi nữa kép vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối hàng, mình đã viền được cái phần bo ở đây. Các bạn móc lên một mũi móc xích, sau đó kéo vào cắt len. Thì ở cái chân kế bên, các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như cái chân ở phía bên này. Chúng ta bắt đầu móc vào cái chân móc ở kế bên cái chân mà mình đánh dấu ở đây, móc vào cái chân móc này. Sau đó làm tương tự cái phần chân ở phía bên kia. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được một cái phần chân ở phía bên đối diện. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viền lại cái phần đũng ở đây. Viền lại sau đó tạo cái lỗ để cài nút. Trước tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn viền cái phần đũng, cái phần ở phía sau, mặt sau của cái yếm. Các bạn dùng sợi len màu hồng, sau đó đâm kim qua cái chân móc này, đâm kim vào đây cho mình, móc và kéo len qua cái chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái chân kế bên này hai mũi móc đơn. Là cái chân này móc vào đây thêm một mũi móc đơn nữa, để thành hai mũi móc đơn ở cùng một chân móc. Tiếp tục ở cái chân móc kế bên này, là cái chân này móc tiếp vào đây cho mình hai mũi móc đơn. Thêm một mũi móc đơn nữa. Chân kế tiếp các bạn cũng móc tương tự cho mình và cái chân này hai mũi móc đơn. Ở ba cái chân móc phía dưới này móc vào đây mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc phía trên này hai mũi móc đơn. Chân phía trên này cũng móc hai mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng hai mũi móc đơn. Chân móc ngoài cùng móc một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở các cái chân móc này các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Móc vào các cái chân móc mà mình đã viền ở hàng phía trên. Các bạn làm tương tự cho đến cuối hàng. Thì sau khi móc đến cuối hàng, các bạn cũng móc tiếp cho mình hàng móc tiếp theo cũng tương tự giống như hàng móc phía trên. Móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Và các chân còn lại cũng móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền cái phần đũng quần ở mặt trước của yếm. Thì ở đây là mặt trước của yếm, mặt sau của yếm là mặt này. Các bạn viền cái phần đũng ở đây như thế này. Ở mặt trước thì mình sẽ tiến hành viền cái phần đũng và tạo lỗ ở đây để chúng ta cài nút. Các bạn cũng luồn và kéo len qua cái chân móc này, sau đó móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc kế bên này hai mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào chân phía dưới này hai mũi móc đơn.
Chân kế bên này cũng móc 2 mũi móc đơn. Ba chân móc ở phía dưới này mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tiếp tục cái chân ở phía trên này 2 mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng 2 mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc 2 mũi móc đơn. Và cái chân ở phía ngoài này móc 1 mũi móc đơn. Sau khi viền được hàng đầu tiên, các bạn quay ngược đầu móc lại. Móc lên 1 mũi móc xích. Hai chân móc kế bên mỗi chân móc móc 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên này và móc vào chân móc bên cạnh 1 mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc 1 mũi móc đơn. Chân bên cạnh 1 mũi móc đơn. Chân kế tiếp 1 mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc 1 mũi móc đơn. Ở cái chân móc của mũi móc mà mình có cài cái kim đánh dấu lúc ban đầu, các bạn không móc vào đây mà các bạn lên 1 mũi móc xích cho mình. Sau đó móc vào cái chân kế bên này 1 mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân kế bên 1 mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc 1 mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng 1 mũi móc đơn. Các bạn cứ móc cho đến khi cái mũi móc của chúng ta còn 3 mũi ở đây thì tiếp tục lên 1 mũi móc xích cho mình và bỏ qua cái chân móc kế bên, móc vào hai chân móc cuối cùng mỗi chân móc là 1 mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Chân móc đầu tiên móc 1 mũi móc đơn vào chân móc này, móc vào đây 1 mũi móc đơn. Ở cái chân móc xích và hai chân ở hai bên mũi móc xích, các bạn sẽ móc cho mình vào luôn cả cái lỗ này vào đây cho mình 3 mũi móc đơn. Thì mình sẽ tạo được một cái lỗ để cài nút như thế này. Các bạn bỏ qua cái chân móc kế bên này và móc vào chân bên cạnh 1 mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế bên 1 mũi móc đơn. Cái lỗ ở chính giữa này cũng móc tương tự cho mình cái chân móc xích này và hai cái chân nằm ở hai bên chân móc xích, các bạn không móc trực tiếp mà móc vào luôn cái lỗ này 3 mũi móc đơn. Như vậy là mình đã tạo được một cái lỗ cài nút thứ hai. Các bạn tiếp tục bỏ qua cái chân móc này và móc vào chân kế bên 1 mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc 1 mũi móc đơn. Cái lỗ tiếp theo các bạn cũng làm tương tự như vậy, cũng đâm kim vào cái lỗ này và móc vào đây 3 mũi móc đơn. Là cái lỗ này, móc vào đây 3 mũi móc đơn. Còn lại một chân móc cuối cùng móc vào đây 1 mũi móc đơn. Sau đó móc lên 1 mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân yếm. Các bạn canh cho mình cái phần thắt dây này vào chính giữa, sau đó đánh dấu cho mình hai nút này và từ hai nút này mình sẽ tiến hành móc cái phần thân đi lên. Từ hai cái mũi mà mình đánh dấu này ở mặt sau của yếm, số lượng các cái mũi móc ở phía bên này và ở phía bên này nó sẽ bằng nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân. Các bạn tạo cho mình một nút. Từ cái chân mà mình đánh dấu ở đây, cái mũi móc mà mình đánh dấu ở đây, các bạn tháo kim đánh dấu ra. Sau đó đâm kim vào cái chân móc này, móc và kéo lên qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc vừa móc, các bạn móc vào chân kế bên 1 mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc 1 mũi kép đơn. Chân kế bên cũng 1 mũi kép đơn. Các chân móc còn lại cũng móc cho mình tương tự như vậy. Mỗi chân móc các bạn móc cho mình 1 mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
móc cho đến cái mũi móc mà mình đánh dấu ở phía bên này. Thì ở cái chân móc mà mình đánh dấu ở phía bên này, các bạn chừa cho mình ra hai mũi, sau đó các bạn chụm hai mũi này cho mình lại thành một chân. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, bỏ qua chân móc này và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn, chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn, chân bên cạnh cũng một mũi kép đơn. Các cái chân móc còn lại các bạn cũng móc cho mình tương tự như vậy, cho đến cái phía bên này các bạn cũng chừa ra hai chân móc cho mình. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng móc cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Sau đó móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Các hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình mới vừa móc. Các bạn móc cho mình các cái hàng móc cho đến khi cái phần thân này nó vừa đến cái phần cổ của bé thì các bạn ngưng. Các bạn cũng móc tương tự cho mình, cũng bớt đầu bớt cuối. Bỏ qua cái chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Thì ở đây mình đã móc lên được 7 hàng móc giảm mũi như thế này. Thì cái phần thân này nó đã vừa đến cái phần cổ của bé. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình cái phần dây. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. 4 chân móc kế bên mỗi chân móc các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Và móc vào 4 chân móc này mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Cũng quay ngược đầu móc lại và móc cho mình các cái hàng móc tương tự như vậy. Các bạn móc lên cho mình một sợi dây dài đến cái phần thắt lưng này. Các bạn móc cho mình tương tự như vậy, mỗi chân móc móc cho mình 4 mũi kép đơn. Ở đây mình đã móc lên được 24 hàng móc như thế này. Các bạn tiếp tục móc tiếp cho mình. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó kéo và cắt len. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Thì cái phần dây của mình có cái kích thước đang chéo vào cái phần thắt lưng của cái yếm như thế này. Cái phần dây ở phía bên đối diện các bạn cũng làm tương tự cho mình một sợi dây dài 24 hàng móc để đang chéo qua bên này. Thì ở đây mình đã móc lên được thêm một cái sợi dây như thế này. Các bạn tiến hành may cho mình hai hạt nút ở đây và ba hạt nút phần đũng ở phía dưới mặt sau. Thì hai sợi dây của mình sẽ móc đan chéo vào nhau như thế này. Ở cái phần thắt dây này các bạn móc tiếp cho mình một sợi dây màu trắng dài tầm 100 đến 110 mũi móc xích. Ở đây mình đã móc sẵn. Các bạn luồn sợi dây vào các cái thân chân móc như thế này.
Thì cái phần thắt dây này giúp chúng ta điều chỉnh được cái kích thước của cái vòng bụng để cái yếm được ôm sát cái vòng bụng của bé hơn. Các bạn thắt vào đây như thế này. Các bạn cũng tiến hành cài nút ở phần đũng. Cái lỗ cài nút này ở các cái mẫu yếm khác các bạn cũng tạo cho mình cái phần lỗ cài ở mặt trước của yếm để cho cái yếm được đẹp hơn. Nhìn vào nó sẽ thẩm mỹ hơn. Ở cái phần mặt trước các bạn móc cho mình các cái họa tiết trang trí hình heo như thế này. Sau đó các bạn dùng kim khâu khâu lại cho mình. Thì mình đã hướng dẫn xong được cái mẫu yếm heo như thế này. Chúc các bạn thành công.